Sáng ngày 29 tháng 8, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng tư vấn NGBT và các nhà thầu Nhật Bản chạy thử nghiệm đoàn tàu đầu tiên trên toàn tuyến cả đoạn ngầm và trên cao Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, từ ga bến xe Suối Tiên đến ga trung tâm Bến Thành và ngược lại. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu thêm cột mốc mới trong quá trình triển khai dự án. Trong một năm kể từ ngày Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chỉ chạy thử đoàn tàu Metro đầu tiên trong phạm vi Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, chạy thử nghiệm đoạn trong hầm là khó khăn nhất vì các nhà thầu vừa thi công vừa thử nghiệm trong điều kiện đường hầm chật hẹp, không gian nhỏ, điều kiện ánh sáng, thông gió, thông tin, liên lạc không được thuận lợi như đoạn trên cao. Ở trong hầm, việc tích hợp các hệ thống nhiều hơn, phức tạp hơn so với bên ngoài. Đặc biệt hệ thống thông gió, hệ thống làm mát, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, các thiết bị an ninh, an toàn trong đường hầm cũng đa dạng hơn nhiều. Từ cuối năm 2022 đến nay, tàu Metro số 1 đã có nhiều đợt vận hành thử nghiệm ở Depot Long Bình. Từng đoạn trên cao, xa nhất là từ ga bến xe Suối Tiên đến ga An Phú, thành phố Thủ Đức, với lộ trình dài 12,3 km. Mỗi đoàn tàu Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên gồm 3 toa, dài 61,5 m, có thể chở 930 khách, trong đó 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Tốc độ tối đa theo thiết kế là 110 km/h đoạn trên cao và 80 km/h đoạn hầm. Tàu chạy từ ga Bến Thành đến Suối Tiên khoảng 29 phút. Tốc độ tối đa 110 km/h trên cao, 80 km/h ngầm. Tuyến Metro số 1 gồm 14 nhà ga: Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son, Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ Cao, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Suối Tiên.